Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại cửa hàng bán xe đạp nằm trên đường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào chiều tối ngày hôm qua. Không may mắn, hai mẹ con ở bên trong căn nhà đã không thể thoát ra ngoài và đã thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Bích Phụng, 43 tuổi, quê ở Đồng Nai và con trai tên là Phúc Bảo, 6 tuổi. Theo những người chứng kiến thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ phía trước của căn nhà vào lúc 18 giờ. Người em của chị Phụng phát hiện và chạy ra ngoài hô hoán. Tuy nhiên khoảng 15 phút sau thì đám cháy bùng lên rất dữ dội, lan sang đường dây điện. Lúc này thì trong căn nhà phát ra nhiều tiếng nổ lớn, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm. Chị Phạm Thị Bích Phụng leo lên gác để cứu cháu Bảo. Tuy nhiên do khói làm ngạt và lửa bốc lên quá nhanh nên hai mẹ con đã không thể thoát ra ngoài. Người dân xung quanh đã dùng bình cứu hỏa và nguồn nước tại chỗ để dập tắt đám cháy nhưng không thành. Nhận được tin báo thì lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường. Đến gần 20 giờ thì đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Lúc này mọi người đã phát hiện thi thể của người phụ nữ vẫn ôm chặt đứa con trai trong lòng giữa đống tro tàn. Và vụ hỏa hoạn còn làm nhiều xe đạp và vật dụng trong nhà bị cháy rụi, hư hỏng. Một nhà dân bên cạnh cũng bị ảnh hưởng.